Theo tin tức từ Trí Thức Trẻ, Tri Thức Trực Tuyến, ngày 27 tháng 2, Công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đang giữ hình sự đối tượng DNS. 58 tuổi, ngụ quận 10 để điều tra về hành vi xâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2, S chạy xe máy vào hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 và thấy bé gái 9 tuổi đang đạp xe. Mặc áo trắng mọi lúc bị công an đưa về trụ sở. Ảnh Trí Thức Trẻ S nói bé gái đi xếp lại ghế để được trả công 50.000 đồng và bé gái đồng ý. Sau đó, cả xe ôm chở nạn nhân đến chỗ vắng rồi châm ô và làm bé gái khóc. Sợ người khác nghe thấy, S chở bé gái về chỗ cũ. Thế nhưng khi S đang trên đường thì cha bé gái đã phát hiện và báo công an. Trong quá trình công an tiến hành đưa S về trụ sở làm việc thì nhiều người dân đã quay clip, chụp hình ảnh đăng lên mạng nói rằng đây là vụ bắt cóc trẻ em. Công an quận 8 khẳng định sự việc không phải là bắt cóc như nhiều tài khoản đăng tải. Ngày 27 tháng 2, Công an quận 8 đưa bé gái đến Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh để giám định test blood test.